Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế Toàn cầu thứ ba ngày 20 tháng 10, phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay như sau. Thế giới có hơn 40,5 triệu người nhiễm COVID-19. Ireland trở thành quốc gia EU đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa. Bang New York của Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Sau đây là một số thông tin cập nhật về tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 302.980 trường hợp mắc COVID-19 và 3.728 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 40,5 triệu người. Trung Quốc đại lục ngày 19 tháng 10 ghi nhận thêm 13 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc tại đây lên 85.685 ca, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức 4.634 người. Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới dịch COVID-19 duy trì ở mức dưới 100 trong 4 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, các ca mắc tại các ổ dịch ở các viện dưỡng lão tiếp tục gây cản trở cho những nỗ lực chống dịch. Ngày 19 tháng 10, nước này ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19, trong đó có 50 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc lên 25.275 ca. Thủ tướng Ireland tuyên bố nước này sẽ trở thành quốc gia thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu EU quay trở lại tình trạng phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Ireland ban hành lệnh ở nhà trên phạm vi toàn quốc, song vẫn cho phép các trường học mở cửa. Các biện pháp mới sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 6 tuần kể từ 23 giờ giờ GMT ngày 21 tháng 10, 6 giờ ngày 22 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Ireland yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh bán lẻ không thiết yếu, trong khi các nhà hàng và quán bar cũng chỉ được phép kinh doanh dịch vụ mang đồ ăn, đồ uống về nhà. Theo thông tin trên trang chủ của chính phủ Israel, nước này sẽ yêu cầu du khách đến từ Vương quốc Anh phải tự cách ly trong 14 ngày theo các hướng dẫn mới về phòng dịch bệnh COVID-19. Cho đến nay, Anh là một trong 31 nước bị gắn nhãn xanh. Theo đó, khách du lịch phải đáp ứng một loạt yêu cầu đặc biệt mới có thể nhập cảnh vào Israel mà không cần cách ly theo quy định. Tuy nhiên, quy chế đối với Anh sẽ thay đổi sang màu đỏ vào ngày 23 tháng 10 tới. Bộ Y tế Israel đã xác định 185 nước và khu vực gắn nhãn đỏ, ám chỉ tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao. Hành khách của các nước này đến Israel phải chịu cách ly bắt buộc. Chính phủ Pháp đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm đối với nhiều thành phố của nước này, trong đó có thủ đô Paris, để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Giống như các quốc gia châu Âu khác, Pháp đang phải vật lộn với việc làm thế nào để làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19, giảm áp lực lên hệ thống y tế, đồng thời giữ cho nền kinh tế không sa sút và bảo vệ việc làm cho người dân. Tại thủ đô Paris đông đúc, trong những ngày này, đến 21 giờ, các con phố của thành phố trở nên vắng vẻ, hàng quán tự động đóng cửa. Chỉ sau vài phút, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Lác đác có vài chủ hàng dọn dẹp quán và không quên than phiền về nỗi lo kinh tế. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, kéo dài trong vòng 4 tuần tại Paris và 8 thành phố khác của Pháp. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte vừa ban hành sắc lệnh mới nhằm siết chặt hơn nữa các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sắc lệnh phòng chống dịch được ban hành trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày tăng cao tại Italy, trung bình hơn 10.000 trường hợp mỗi ngày. Ngày 18 tháng 10, Thủ tướng Giuseppe Conte đã trao quyền cho các thị trưởng ban hành lệnh đóng cửa quảng trường và đường phố ở những khu vực trung tâm đô thị sau 21 giờ, nhằm tránh các hoạt động tụ tập đông người, trong một nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Ông Conte cho hay tình hình dịch bệnh đã trở nên nghiêm trọng, nhưng chính phủ Italy quyết tâm tránh tái áp đặt lệnh phong tỏa đã được áp dụng trong cuộc khủng hoảng COVID-19 đầu tiên vào tháng 3 năm 2020. Ngày 19 tháng 10, công ty Eurofins cung cấp xét nghiệm và chẩn đoán có trụ sở tại Luxembourg cho biết sản phẩm mới xét nghiệm tại nhà virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 bằng dịch mũi đã nhận được phê duyệt sử dụng khẩn cấp EUA của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA. Eurofins khẳng định bộ xét nghiệm tại nhà này sẽ đem lại giải pháp nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng. Kết quả xét nghiệm sẽ được bác sĩ đánh giá và cung cấp qua thư điện tử trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được mẫu xét nghiệm. Các công ty công nghệ và dược phẩm trên thế giới đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển các phương pháp xét nghiệm nhanh và bào chế vaccine ngừa COVID-19. Thống đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo mới đây đã công bố chương trình tiêm vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gồm 5 giai đoạn. Các nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị, các nhân viên của các cơ sở chăm sóc dài hạn và những người cần được chăm sóc lâu dài
sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19, được phê chuẩn và cung cấp cho bang này. Trong giai đoạn 2, các nhân viên trường học, nhân viên tuyến đầu trong lĩnh vực công và những người có nguy cơ cao do vấn đề sức khỏe sẽ được ưu tiên. Giai đoạn 3 là dành cho những người trên 65 tuổi, giai đoạn 4 bao gồm các nhân viên thuộc các lĩnh vực thiết yếu còn lại, và giai đoạn 5 là cho trẻ em và người lớn khỏe mạnh. Sự ưu tiên cũng thay đổi theo vị trí địa lý dựa trên mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Dịch COVID-19 đang làm gia tăng số người gặp vấn đề về tâm lý tự kỷ và các bệnh lý tâm thần. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng tự tử gia tăng tại Nhật Bản. Các trung tâm can thiệp sớm đã được thành lập nhằm tư vấn miễn phí cho những người đang gặp vấn đề về tâm lý. Đây là giải pháp đối phó với tình trạng gia tăng bệnh tâm lý do dịch COVID-19 của Nhật Bản vào lúc này. Biện pháp can thiệp sớm được nhiều chuyên gia Nhật Bản đánh giá là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với những loại bệnh tâm lý do dịch COVID-19 gây ra. Các trung tâm tư vấn qua điện thoại hoặc trao đổi trực tuyến đang được mở rộng nhằm hỗ trợ những người gặp vấn đề về tâm lý do dịch bệnh. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đang chú ý đến biện pháp can thiệp sớm, tức là tiến hành hỗ trợ, điều trị tâm lý ngay ở giai đoạn đầu trước khi có dấu hiệu khởi phát càng sớm càng tốt. Biện pháp này đang tỏ ra hiệu quả đối với giới trẻ. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Pháp dành 20 tỷ euro tăng cường vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trung Quốc thông qua luật hạn chế xuất khẩu để bảo vệ an ninh quốc gia. Israel và UAE nhất trí tổ chức 28 chuyến bay thẳng hàng tuần. Ứng cử viên đại diện cho đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội MAS, Luis Arce, đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử khi nhận được 52,4% số phiếu ủng hộ và sẽ trở thành tổng thống mới của Bolivia trong năm tới. Ứng cử viên trung hữu Carlos Mesa, cựu tổng thống Bolivia, về thứ hai với 31,4% số phiếu ủng hộ. Theo luật bầu cử Bolivia, nếu ứng cử viên nào giành thắng lợi với tỷ lệ phiếu bầu trên 50% hoặc tạo được cách biệt từ 10 điểm phần trăm trở lên so với người về thứ hai, thì sẽ đắc cử ngay sau vòng 1. Ông Luis Arce khẳng định sẽ xây dựng một chính phủ đoàn kết quốc gia và làm việc vì tất cả người dân Bolivia. Ông Arce từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế trong 12 năm dưới thời của cựu Tổng thống Evo Morales và được coi là kiến trúc sư cho những thành tựu kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thập kỷ qua. Trong khi đó, Tổng thống tạm quyền Jeanine Anez đã gửi lời chúc mừng từ chiến thắng của ông Arce. Bà Anez kêu gọi Tổng thống đắc cử điều hành đất nước một cách dân chủ và vì nhân dân. Ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire đã thông báo khoản tiền 20 tỷ euro, khoảng 23,5 tỷ đô la Mỹ sẽ được dành để tăng cường vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thông qua các khoản vay vốn chủ sở hữu do các ngân hàng phân phối dưới sự bảo lãnh của nhà nước. Hậu quả của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy khoản nợ của các doanh nghiệp Pháp lên đến 152 tỷ euro. Trong thời kỳ khủng hoảng y tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng lợi từ việc hoãn các khoản phí và nhận các khoản vay được nhà nước bảo lãnh, tổng cộng 120 tỷ euro. Việc cấp thiết lúc này là phải tăng cường nguồn vốn để không bị chìm xuồng và cho phép họ đầu tư cũng như tạo thêm việc làm. Nhu cầu vốn chủ sở hữu ước tính vào khoảng 20 tỷ euro. Việc huy động các nhà tổ chức tín dụng như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân với sự hỗ trợ của nhà nước có thể giúp đáp ứng nhu cầu tài chính này. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Triều Tiên đã siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin các biện pháp chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch 80 ngày mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang thúc đẩy nhằm đưa đất nước phục hồi sau thiên tai và giải quyết các thách thức kinh tế không cần sự trợ giúp của bên ngoài. Việc tăng cường các nỗ lực phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên toàn quốc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ngăn ngừa virus này lây lan là một trong những mục tiêu chính của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Triều Tiên đang tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch, bao gồm thực hiện kiểm tra thân nhiệt và tẩy trùng các phương tiện qua lại biên giới, cũng như yêu cầu người dân chủ động trong công tác giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay và đeo khẩu trang. Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9 năm 2020 đã giảm ở mức thấp nhất trong 7 tháng qua, khi hoạt động xuất khẩu ô tô của Nhật Bản sang thị trường Mỹ đã cải thiện đáng kể so với thời điểm đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu bùng phát. Cụ thể, theo báo cáo ngày 19 tháng 10 của Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9 năm 2020 giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên diễn ra sau khi xuất khẩu Nhật Bản chứng kiến đà giảm 2 chữ số trong 6 tháng trước đó, bao gồm mức giảm 14,8% trong tháng 8 năm 2020. Điều này cho thấy áp lực đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã giảm bớt phần nào. Xin chuyển sang một thông tin khác. Trung Quốc vừa thông qua một đạo luật mới
nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu đối với những mặt hàng nhạy cảm để bảo vệ an ninh quốc gia. Đây được coi là một biện pháp bổ sung vào các công cụ chính sách mà nước này có thể sử dụng để đối trọng với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế đang gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Đạo luật mà Trung Quốc vừa thông qua sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12, cho phép Bắc Kinh thực hiện các biện pháp có đi có lại để chống lại những quốc gia lạm dụng quyền kiểm soát xuất khẩu và từ đó gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của quốc gia Đông Á này. Ngoài ra, các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến những mặt hàng được đề cập cũng sẽ phải chịu sự giám sát về xuất khẩu, theo văn bản luật vừa được công bố. Động thái mới nhất này được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Kinh có thêm cơ hội để đối phó với cuộc chiến công nghệ do Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào, nhắm vào các công ty công nghệ Trung Quốc. Israel và UAE đã nhất trí cho phép tổ chức 28 chuyến bay thẳng hàng tuần giữa hai quốc gia sau khi thỏa thuận bình thường hóa quan hệ được ký kết ngày 15 tháng 9 tại Mỹ. Bộ Giao thông Vận tải hai nước đã thống nhất nội dung cơ bản của thỏa thuận hàng không trên được ký kết trong ngày 20 tháng 10 khi phái đoàn UAE tới sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel. Thỏa thuận này cũng cho phép tổ chức 10 chuyến bay vận tải hàng hóa mỗi tuần và không hạn chế số lượng chuyến chuyên cơ giữa UAE và sân bay Ramon của Israel gần thành phố du lịch Eilat. Đại dịch COVID-19 bùng phát trên khắp thế giới đã khiến chiếc khẩu trang được nâng tầm giá trị. Tuy nhiên, khẩu trang y tế đã qua sử dụng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với môi trường. Chính vì thế, ý tưởng về loại khẩu trang có thể phân hủy được đã ra đời tại Pháp. Trong một nhà máy ở phía nam thủ đô Paris, máy laser đang cắt tấm vải gai dầu thành cái mà nhà sản xuất gọi là những chiếc khẩu trang có thể phân hủy đầu tiên của châu Âu. Công ty này đang giao bán những chiếc khẩu trang bằng sợi gai dầu với giá khoảng 1 euro mỗi chiếc như một biện pháp để giảm thiểu hàng núi rác thải nhựa từ đồ bảo hộ dùng một lần mà các nhà môi trường cho rằng sẽ mất 450 năm để phân hủy và đang gây ô nhiễm các đại dương. Đối với tôi, sử dụng sợi thực vật là một sự logic, là cách chúng ta phản hồi nhu cầu về thiên nhiên bằng chính thiên nhiên. Đại dịch đã trở nên phức tạp và theo ý kiến của tôi, thật kỳ lạ khi không cấm các sản phẩm chứa polyethylene, vốn được mọi ngóc ngách trên thế giới nhập khẩu. Hãy sử dụng nguyên liệu thô của ngành nông nghiệp địa phương. Trên thực tế, cây gai dầu không cần chăm sóc, không cần phụ gia. Ta hoàn hảo khi nói rằng nó trở thành một sản phẩm tự nhiên và sẽ trở về lòng đất. Đặc tính của cây gai dầu là không cần sản phẩm nào khác để đảm bảo mặt nạ hoạt động như một bộ lọc hiệu quả. Lớp lót bao gồm hỗn hợp ngô sẽ mang lại sự thoải mái hơn và dây thun đeo có thể tái chế. Kể từ tháng 3 đến nay, các khách hàng chủ yếu từ châu Âu và Canada đã mua 1,5 triệu chiếc mặt nạ làm từ cây gai dầu của công ty. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường, trên thế giới ước tính có khoảng 129 tỷ chiếc khẩu trang dùng một lần và 65 tỷ găng tay được sử dụng mỗi tháng, một con số quá lớn. Thưa quý vị, đến đây chương trình Kinh tế Toàn cầu xin được khép lại. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!